9. Đề 4. Thực chiến đề lý. Đồng vị là những nguyên tử mà hạt nhân có cùng số. Thì người ta bắt yêu cầu các em đó là tìm phát biểu đúng trong các phát biểu bên dưới. Thì các em nhớ cho anh này, đồng vị là những nguyên tử mà hạt nhân của nó có cùng số proton nhưng khác số nucleon hay là khác số neutron. Thì từ đó ta chọn đáp án gì nhỉ? Ya đúng không? Cùng số proton nhưng khác số nucleon. Rồi chúc em học tốt.